bạn. Đói, đẹp tuyệt vời luôn đó các bạn. Đó, mình đã làm xong rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ cắt cái bánh này ra nha các bạn. Rồi, mến chào quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mai Vàng Channel nha. Hôm nay mình sẽ làm cái món bánh bí đỏ nha các bạn. Mời các bạn theo dõi video của mình trên kênh Mai Vàng Channel nha. Đây là 200g bí đỏ các bạn, mình đã cắt lát ra này nè các bạn. Thì bây giờ 200g bí đỏ này nè mình sẽ cho vào cái cối xay sinh tố, mình xay với 1 lít nước nha các bạn. Đây là cái cối xay sinh tố này các bạn, mình đã cho 1 lít nước vào trong cái cối này rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ xay cái bí đỏ này ra nha các bạn. Đó, mình cho 200g bí đỏ ha vào trong nước nha các bạn, đây là nước lọc thôi. Rồi mình xay ra nha. Mình xay cho cái bí này nó nhuyễn ra nha các bạn. Giờ mình sẽ xay 200g bí đỏ này ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xay 200g bí đỏ này với 1 lít nước nha các bạn. Mình xay nhuyễn ra nha. Thì mình sẽ lượt qua một cái khay các bạn, mình vớt lại cái xác nha các bạn. Cái nồi nước bí đỏ này là 1 lít này các bạn, mình đã lọc hết cái xác ra nè các bạn. Cho vào đây khoảng 1 chén đường cát nè bạn, chén ăn cơm á các bạn. Thì mình khuấy đều ha. Đây là cái gói bột rau câu nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho cái gói bột rau câu này ha. Thì đây là bột này là 11 gram nha các bạn. 11 gram á thì là nấu với 1 lít nước nè. Nhà theo nhà hướng dẫn nấu với 1 lít nước nè. Thì bây giờ mình sẽ cho vào trong đây ha. Đây là rau câu nè các bạn. Đó, mình cắt cái bột này ra ha. 11 gram nha các bạn. Đây là 11 gram rau câu nè các bạn. Giờ mình khuấy đều cho cái hỗn hợp này nó tan ra rồi mình bắt lên bếp mình nấu nha các bạn. Rồi mình để đây cho cái hỗn hợp. Bây giờ mình nấu cái nồi rau câu bí đỏ này nha các bạn, cho nó đặt lại nha. Bạn nấu bạn khuấy đều như thế này nè. Để cho cái rau câu nó đừng có đóng ở dưới đáy nha. Rau câu nó đóng ở dưới đáy thì nó bị khét nha các bạn. Cái nồi bí đỏ mình đã nấu xong rồi bạn. Bây giờ mình cho ra một cái khay này nha các bạn. Câu này ra nha các bạn. Đói, đẹp tuyệt vời luôn đó các bạn. Đó, mình đã làm xong rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ cắt cái bánh này ra nha các bạn. Ăn với mình phải ướp nước đá thì nó mới lạnh, nó mới ngon nha các bạn. Lên màu đẹp lắm các bạn, nếu bạn thấy thích thì cứ làm cái bánh rau câu bí đỏ này đi, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Mình sẽ bắt cắt cái bánh ra hình thoi nè các bạn. Rồi, cái món bánh bí đỏ của mình thì tới đây cũng đã kết thúc rồi nè các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình tới đây nha. Nếu các bạn thấy thích thì hãy cho mình một bình luận, một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo.